Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Tiêu Biêu là một người trong đấu phá thương khung có rất nhiều gái theo. Cứ tầm khoảng 15 năm hắn lại thay đổi nhiệm kỳ con cu một lần. Lần một Tiêu Viêm hiếp dâm Minotaur mang thai. Lần hai Tiêu Viêm quan hệ với Huân Nhi, cũng làm cô ấy chửa ra. May mà Tiêu Viêm đều nhận Minotaur và Huân Nhi làm vợ. Không thì có lẽ Tiêu Viêm đã mồ côi vợ. Điều đó khiến Minotaur và Huân Nhi không trở thành single mom mẹ đơn thân. Ở video này anh em cùng mình tổng hợp Tiêu Viêm học được những đấu kỹ gì sau 3 năm ở Học viện Già Nam trở về Gia Ma Đế Quốc. Thứ nhất là Tam Thiên Lôi Đồng. Trong lần Tiêu Viêm từ Gia Ma Đế Quốc chạy đến Học viện Già Nam, Tiêu Viêm tham gia đại hội đấu giá ở Hắc Giáp Vực. Tam Thiên Lôi Đồng Tiêu Viêm có được không cần mất tiền mua. Khi hắn dở thói côn đồ hành hung người khác mà có được, Tiêu Viêm đã hành nghề chặn đường giết chết Phạm Lăng Đấu Linh, con trai Phạm Lao Đấu Hoàng cướp đồ, mà không sợ các camera chạy bằng cơm hay người có huyết tông đánh. Vì vậy Tiêu Viêm đã có được Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các ở Trung Châu. Tiêu Viêm đã tu luyện thành công thân pháp đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động ở sau núi. Hắn có thể dịch chuyển nhanh đến một phạm vi né tránh các đòn tấn công bất ngờ của đối thủ, hay dịch chuyển đánh một phát chí mạng vào đối thủ trên luôn tại chân. Dễ hiểu nhất là khả năng di chuyển rất nhanh trong một phạm vi nhất định. Ngoài ra phương pháp tu luyện của Tam Thiên Lôi Động khá đặc biệt. Tiêu Viêm từng chọn nơi có gió siêu bao, đồng thời phải cho sấm chớp đánh vào cơ thể để lấy một ít năng lượng. Tuy nhiên đấu kỹ của Tam Thiên Lôi Động có một thứ mới lạ như sau, sẽ giúp Tiêu Viêm có thể tu luyện thêm đấu kỹ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Phong Lôi Các. Nếu Tiêu Viêm có được đấu kỹ này, mà Tam Thiên Lôi Huyễn Thân khi tu luyện thành công, sẽ phân tách cơ thể ra một bản sao có sức mạnh 70%. Thứ hai là đấu kỹ Sư Tử Toái Kim Ngâm. Trong thời gian Tiêu Viêm bỏ học đi đập nhau trên Vân Lam Tông với Nạp Lan Yên Nhân, may mắn chưa bị nhà trường đuổi học, Tiêu Viêm được nhập học đăng ký học lại tại bên ngoài Ngoại viện Già Nam. Hắn bỏ học 2 năm mà không lo sợ bị đốp, vẫn được tham gia xét tuyển kỳ thi nội viện mỗi năm. Bởi Huân Nhi bằng mồm trên của mình chém gió mãi với Nhược Lâm, do đó giáo viên Nhược Lâm đành mang hồ sơ đăng ký cho Tiêu Viêm trong 2 năm liền. Ở giải đấu chọn ra top 50 học sinh từ ngoài viện Già Nam được vào bên trong nội viện, top 5 người đứng đầu trong màn đánh nhau trên sàn thi đấu sẽ được đi vào tàng thư các của viện Già Nam lấy đấu kỹ hay những viên quốc. Đội hình lần đó gồm có Tiêu Viêm, Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo, Bạch Sơn, nên ở bên trong tàng thư các 5 người đều lấy được các thứ mình cần cho việc cày cấp. Tiêu Viêm nhặt lá đá ống mơ đã lấy được một quyển đấu kỹ thanh ba đấu kỹ cấp huyền giai cao cấp là Sư Tử Toái Kim Ngâm. Quá trình Tiêu Viêm luyện tập Sư Tử Toái Kim Ngâm ở khu rừng bên trong học viện Già Nam khá khó khăn, do hắn nghe lời dược lão hướng dẫn khá chi tiết, chỉ theo sách giáo khoa hướng dẫn dùng mồm ho khụ khụ. Khi nào tu luyện thành công, Tiêu Viêm sẽ là to có tiếng sóng âm cách vài km thì lúc đó sẽ thành công. Dĩ nhiên Sư Tử Toái Kim Ngâm của Tiêu Viêm vốn phải là ra tiếng sư tử, nhưng hắn khi ăn âm dương huyền long đan nên đã có được long khí trong cơ thể. Vậy Sư Tử Toái Kim Ngâm kết hợp với long khí của Tiêu Viêm nên tiếng Sư Tử Toái Kim Ngâm của hắn ho ra tiếng rồng lôn. Tiêu Viêm trong thực chiến đấu cho lúc va chạm đánh nhau với đối thủ, tiếng hống rồng của Tiêu Viêm rất bất ngờ, làm cho đối thủ có thể bị choáng 1 đến 2 giây trong combat. Thứ ba thuộc về đến quyết. Tiêu Viêm đã gặp lại Huân Nhi ở Học viện Già Nam trong khoảng thời gian gần một năm. Trước khi Huân Nhi từ Học viện Già Nam bị thống lĩnh Linh Tuyền mang về cổ tộc, cô từng đưa cho Tiêu Viêm một bộ đấu kỹ đến quyết tầng 1 khai sơn ấn. Do bản đến quyết đầy đủ của đến quyết có 5 tầng, để muốn tu luyện đến quyết tầng 1 khai sơn ấn, Huân Nhi từng dặn đi dặn lại Tiêu Viêm đạt đến cấp bậc đấu vương mới có thể tu luyện. Do đó sau khi Huân Nhi trở về cổ tộc, Tiêu Viêm đã hút luôn miêu toa có thai, kèm theo hấp thu dị hỏa bất lạc tâm viêm đạt đến trình độ đấu vương. Hắn đã bắt đầu tu luyện tại một khu rừng để chuẩn bị trở về Gia Ma Đế Quốc đại chiến Vân Lâm Tông. Tuy nhiên đến quyết này thuộc một trong những đấu kỹ khó học nhất của cổ tộc, người nào não bị chậm phát triển không thể học được. Tiêu Viêm dù não hơi man mát nhưng cũng có thể làm quen sơ sài về đấu kỹ đến quyết. Trải qua thời gian tu luyện không ngừng nghỉ bằng đôi tay của mình, sự cố gắng thành công của Tiêu Viêm đã được đổi lại đến quyết khai sơ đấm sử dụng được. Bây giờ bàn tay của Tiêu Viêm sẽ tạo ra một bàn tay hình chữ thập trưởng vào đối thủ. Đấu kỹ này là một trong những đấu kỹ Tiêu Viêm hay sử dụng trong thời gian đến Trung Châu. Do lực phát ra lượng sát thương của đến quyết quá khủng khiếp, và Tiêu Viêm học được cả 5 ấn đến quyết của Huân Nhi đưa cho, đấu kỹ này trở thành đến thiên giai đấu kỹ. Thậm chí Tiêu Viêm còn có thể kết hợp các ấn chồng lại với nhau phát ra lực công kích không kém gì quả bom Phật Đổ Hỏa Liên. Mặc dù đến quyết vẫn yếu hơn so với Phật Đổ Hỏa Liên, nhưng nó lại khắc chế một số đấu kỹ của hồn tộc. Bọn chuyên gia cầm xích đi bắt trộm chó hay linh hồn mang về hồn điện. Thứ tư là Phật Nộ Hỏa Liên. Tiêu Viêm sau khi ngã xuống thiên phần luyện khí tháp, hắn hấp thu được xì hỏa bất lạc tâm viêm, đồng thời hấp diêm luân mỹ đô toa. Tiêu Viêm bấy giờ trong cơ thể có hai loại xì hỏa thanh niên địa tâm hỏa thứ 19,
và vẫn là tâm viêm thứ 14, kèm theo một loại lửa tử hỏa. Hắn bây giờ sẽ có một trạng thái dung hợp dị hỏa như sau. Thứ nhất, Phật nộ hỏa liên dạng nhỏ từ lửa tử hỏa và thanh niên địa tâm hỏa. Thứ hai, phỉ thúy hỏa liên từ vẫn lạc tâm viêm và thanh niên địa tâm hỏa. Thứ ba, Phật nộ hỏa liên từ cốt linh đánh hỏa của dược lão và thanh niên địa tâm hỏa của tiêu viêm. Thứ tư là hỏa liên ba màu từ thanh niên địa tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm, cốt linh đánh hỏa. Cảm ơn anh em đã xem video.